Ok anh em, vừa xong một con 4S anh em. Ông đây hả? Ok anh em. Thủy tích nào ra gì không? Ông đây nha anh em. Ok anh em. Rùa. Ok, con nữa nè. Khỉ. Dạ. Lại ra khỉ nữa. Ok, tiếp tục khỉ anh em. Tem đang to quá. Gì luôn anh em ơi. Đó rồi, ok. Tục khỉ anh em. Bật quay không kịp luôn á. Ok anh em. Tiếp tục. Hồi phải đam xuống xíu anh em. Nhanh quá, ok. Con nữa nè. Chưa kịp gì hết chết rồi anh em ơi. Quá nhanh. Ok anh em. Một con nữa nè. Ây da, không ai ra gì trời. Ok. Tiếp tục. Khoan 2 giây thôi anh em ơi. Đây là ra cái gì không nè, ra cái gì không nè, chứ khỉ nãy giờ thấy không ngon nè. Ok ok, tiếp tục thời gian anh em. Năm ớt nè, lụm năm ớt ơi, lụm nào đó. Ok anh em, tiếp tục khoan nữa thôi anh em. À gì ơi, thả 5 ếch nó đi nào. 5 nè. Đó, ai ra không? Không ra luôn. Ok anh em. 1%. Để mình ở gần đây mình lên mình thả một con. 2 giờ mới ra nghe anh em. Ai ra gì không? Không luôn. Ok, tiếp tục. Tiếp tục hành quyết 2 giờ thôi anh em. Rớt xuống nào, xây dòng nào, lụm nè, vàng. Ây da, ok anh em. Con này ra hàng nào, con năm đi, con năm nào, con năm, con năm xích năm. Ừ ra kìa. Ok, tục hai gian em ơi. Hóa đầu hàng hóa đâu lung tung anh em. 5 mét nè. Mang tích. Ok anh em ơi, con nữa nè, xem tình hình gây ra hoàn vàng cái nào. Đấy, nhìn anh em ra không rồi xong nịch đâu. Ok anh em, tiếp tục nè. Xích, xích năm nào, xích, xích, xích. Mày đầy luôn. Ok anh em, con nữa nè. Con năm ơi. Con năm xích năm ơi. Lên nào, lên đường. Trời ơi, mình mày luôn. Ok. Tục anh em, 1% nè. Rồi xong. Trời ơi, không thích. Trời lại đắp tay 2 dê nữa. Cũng được. Ok anh em ơi, con nè, giết nó luôn trong nhất. Đó. Bây giờ đắp tay 2 dê rồi. Ok anh em, con 2 dê hết giờ anh em. Con hết giờ nó hay ra hàng, ra hàng độc lạ Bình Dương rồi. Xem có ra con 5 ớt đâu không nha. 5 ớt bay quá. Trời ơi. Ok anh em. Dạ, một con trâu 4 nha anh em. Ê, ai chết, ai chết, ai chết, chết. Rồi xong rồi, nịch luôn rồi. Rồi. Ok nha anh em. Trâu 4 tức dĩ. Ý, ai chết nữa. 5 sao không, đen luôn. Ok nha anh em. Thì chết nữa cả, chết hoài à. Đâu rồi, hồi sinh đây, giết. Không ai là gì luôn. Tiếp tục nè anh em. Đâu 4 liên tội mà. Trời, nó hết góc đó ha. Rồi. Trời ơi, nịch luôn. Ok anh em. Tiếp tục 4 nha. Ý, nhảy vô. Nói nè.
đùng. Ghê 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 ghê. Ok anh em, tiếp tục cái nè, trâu bốn thần thoại nè, ai gì ra thôi. Ok ok anh em ơi, một con nữa nè. Ok ok tiếp tục anh em, con nữa nè. Ok anh em, đấy đây này 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 đó, thôi ra tiếp kìa. Ok một con nữa nè. Ok anh em, tiếp tục ăn thêm con đốc bốn này anh em. Rồi rồi, ai này là gì không, thằng này mít lơ. Ok anh em, tiếp tục này anh em ơi, đấy một con anh em mít nha anh em. Ok 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 chờ xíu anh em nha. Đó là gì không, còn là gì hết nha. Ok nha anh em, tiếp tục một con anh em mít bốn hết nè anh em ơi. Hàng thống gì không, rồi không là gì nữa, tiếp con đóng quần chậm vậy. Ok anh em, bắt bốn nữa nè, mới ra ăn luôn cho nóng hổi nè, nóng hổi gì thổi vừa ăn nha anh em. Ok đó đúng lắm. Ok không ra gì hết nha. Ok anh em, mấy mít bốn nè, mấy mít anh em ơi, ra gì không. Ra thêm đốc, ra thêm gì không em. Ok đâu rồi, đây đấy rồi, rồi bay nữa rồi. Đấy, con này làm mất tốn thời gian quay video nha. Bye bye, họ nhảy xuống đi là tiễn dính bị cụ à. 100 100 chính không, kịp không, ôi ơi kịp anh không luôn à, ít thể nữa cả á, đù đúng mắt nữa cả. Ok anh em, một con đốc nữa nè, bốn nha anh em, tại mình quay clip này không bật lên nó không chích luôn rồi. Ai ra gì không, làm này luôn. Ok anh em, em mít tiếp nè, còn 5% nè, nhảy xuống chết ngắt rồi, đâu rồi, 3%, úp, úp, không kịp nhảy nè, ấy đâu rồi, cái này sao này, này là tiễn, trời ơi, không ra gì luôn. Ok anh em, một con nữa nè, rồi đó 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 đó, ra gì không, rồi bớt hên này. Ok mít tiếp anh em, đang sẵn này mít đang có đà, đang có đốc, con đốc này thì mấy anh em trong công ty này không ăn, để phụ anh em cho nên sẽ thả sao, tưởng ăn thả hồi nhận nhiệm vụ thả luôn, tại team 4 người đây mà 5 người chứ, cho nên là tôn trọng quyết định của anh em thôi, anh em chọn gì đó thôi, anh em chọn để bút đặc phụ rồi để bữa nào lập team lập nhóm cái kia phụ vô quốc thôi anh em, phụ bài nữa. Đây 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 lên được, vàng vàng bay vô rồi, nịch nữa rồi. Ok anh em, em mít tiếp anh em, đây gì không, hết giờ rồi, được ra cái gì sơ mú gì không, không đầy luôn anh em ơi. Ok con em mít cuối giờ anh em, hết giờ rồi. Đó, ok đâu rồi, nhảy xuống hành quyết kê, hết giờ rồi,
đâu 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 rồi đây này, 1% nữa. Ây da, đó là gì không? Bây giờ ok anh em, trận này mình sẽ đó, hôm qua mình chơi có ra top 5 anh em, họ đi chung team á, thì một số ông cuối đặc vụ anh em, cho nên là giờ bắt đầu đi với team này đam ít nha anh em, hồi chắc phải 40 đam trở lên mới mới ăn được anh em, ăn đốc được nha. Ok anh em, là mần ít ba ít đi đi tem đam còn ít anh em, cho nên là gọi ba ít sớm là nó dí nè, bót nó dí theo cái người có đam là dí nó quấn chết không có ship á. Nào anh em có ship nhiều mới né được nhiều anh em, nó tạm thời vậy nha. Ok anh em đó, đốc năm nè anh em. Có mấy ông đam thấp quá anh em ơi, mình đam năm mấy rồi mà mấy ổng mới đam 30 à, giờ không biết bắn cho mấy ổng bắn làm sao á, chứ mình bắn là đốc chết à, mấy ổng không đủ đam, mấy ổng phụ mà. Mấy ổng phụ có hạt mà chưa có ba bút nữa nè, chưa có nâng bút nữa mà có nhiệm vụ anh là 94 gì đó, một hạt chết ai đó chết á, còn lắc mình cũng bắn cái này chứ, quên nữa, cái này họ nổ anh em. Rồi ok, mình 5-4-5 ship rồi, mình bắn đốc lên chết mà tại mình không bắn, mình bắn làm gì, để cho mấy ông chia đam, có nghĩa là các bạn đam cao bạn đừng bắn, để cho mấy ông này bắn phụ đam vô để không có đam. Rồi hơi bị lắc. Còn mà ví dụ các bạn chơi cái team đam gần gần nhau, ví dụ qua 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 bảng 3 hết, của bảng 2 hết thì các bạn bắn một lượt được. Còn mà có người yếu, có người mạnh á, người mạnh mà ham bắn hết. Nếu mình vô mình bắn từ đầu, bắn nãy giờ là con này chết nãy giờ anh em. Thấy không? Mình bắn lên 100 nhanh lắm, đó. Mà tại mình nếu mà mình bắn vậy là mấy ông kia không không có được ăn đốc đâu anh em. Một số ông mà đam yếu là bắn không kịp. Không kịp là thôi rồi luôn, ớ giờ ơi luôn anh em. Đó mình đánh mình nhường đam cho mấy ông kia rồi mà mấy ổng mà không đủ đam nữa thì chịu thôi chứ sao giờ. Biết sao giờ, tại mấy ổng còn yếu quá, chết kìa. Đó canh canh người chết nhắc thôi chứ mình đó hay chờ. Ba phần trăm ok nha, đó ra nè, đó ok nha,